trước tình trạng bơm hút cát sạn trái phép hoạt động rầm rộ trên sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, làm nhiều hecta đất sản xuất nông nghiệp và nhiều tài sản khác của người dân sạt lở, cuốn trôi, lực lượng chức năng đã vào cuộc. Trong hai ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, Công an huyện Sơn Tịnh đã tiến hành truy bắt trên 10 phương tiện ghe bè đang hút cát trái phép trên đoạn sông Trà Khúc thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh. Tại hiện trường, hàng chục người đang tham gia xúc cát lên các xe ô tô chở đi bán. Ngoài 8 mô tô chở cát bị xử lý, lực lượng công an thu giữ hàng chục ống máy hút cát khác. Đã nhiều lần triệu tập mời các hộ dân khai thác cát và các hộ dân có ở trong vùng ảnh hưởng để tuyên truyền về việc khai thác cát trái phép, nhưng mà một số hộ dân vẫn còn cố tình khai thác cát trái phép gây mất an ninh trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường của nhà nước. Hàng năm, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân sạt lở xuống sông Trà Khúc khiến đồng ruộng ngày càng bị thu hẹp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Một trong những nguyên nhân chính là tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tràn lan và chưa được ngăn chặn kịp thời.